កុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកសង្ក្រានខេត្តស្វាយរៀងនិងបន្តរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅតំបន់ត្រជាក់ចិត្តនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ផេកសង្ក្រានស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាសង្ក្រានខេត្តស្វាយរៀងនិងបន្តរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅតំបន់ត្រជាក់ចិត្តរយៈពេល4ថ្ងៃគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខែមេសាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង 1:00 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចតទៅយោងតាមអនុសាសន៍របស់អាយដមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីបន្តភាពសុបាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមការងារសង្ក្រានខេត្តស្វាយរៀងសហការជាមួយអង្គភាពរដ្ឋតកទឹកខេត្តស្វាយរៀងនិងបន្តដំណើរការកម្មវិធីតំបន់ត្រជាក់ចិត្តនៃកម្មវិធីសង្ក្រានខេត្តស្វាយរៀងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យរហូតដល់បំណាច់
năm 2023 chấp bác đâm nà ca bì mong đập bây xôn xôn nè tì rồi hốt đo mong đập bằng bì xôn xôn nè tì tháng ngày xa nâng tháng ngày tất tháng ngày tì mà phê bằng buôn xàm sắp khai mê xa chân năm 2023 chấp bác đâm nà ca bì mong đập bây xôn xôn nè tì đo mong đập bằng bì xôn xôn nè tì á xay hai ni xôm ai đom lô kìm tiêu lô ông nha lô lô xay bằng ôn bà chiếp rốt nông khách phai riêng nâng bà chiếp rốt nơi tam bà nà khách nè nè mê ta chô rùm sắp bài chô chân năm thamay bàn to tiết nơi khăn ông krong xoay riêng tam bà nói plâu mục xà la khách phai riêng ai bàn chân ràng cỏ Naga nơi ai cử tình lịch mùi chi bà phê thân nằm tức mô bì bà tê thai bằng ôn đại miên bánh hà sẵn lạ chăng chư chông kè chăng trọ kia chư cổ phê phù viên răm rầy nâng cổ hai bà đại bà chướng khô mốc ấy lời nì promotion phí xe bánh chốt đâm lấy ra hốt đó xài sập hí rồi xôm tâm nét tâm nông xôn cài sập rà mũi nâng xôn cài sập rà mũi cài sập rà mũi cài sập rà mũi bấm mũi rồi hốc sập rà mũi.